Vâng, xin chào tất cả các bác cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022. Em chủ kênh Lan Dược Cường Hiền lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bước chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống như là 5 cánh trắng bạch trà, 5 cánh trắng bạch tuyết, hồng bồng lai, 5 cánh trắng vọng xưa, 5 cánh trắng HO chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này thì có 2 kỳ nha các bác cô chú anh chị mình nhá. 2 kỳ này thì cái dòng bạch tuyết này thì đẻ rất là khỏe. Một năm thì đẻ khoảng tầm 3 lần nhá các bác nhá. Và những cái bi này thì các bác làm về lấy mầm gốc năm 2 sắp tới đây, nó đẻ. Cái đơn số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng bạch tuyết đây ạ, một mầm bông rất là đẹp luôn các bác nhá. Đẳng cấp luôn này ạ, siêu đẹp luôn. Và các bác mua hàng ở bên nhà em thì các bác cứ yên tâm là chuẩn giống, chuẩn mật bông thì em mới chia sẻ. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay cũng là một kỳ 5 cánh trắng bạch tuyết. Kỳ này là kỳ cắt khúc các bác nhá, cắt khúc ươm kỳ. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Ngày hôm nay em lên rất là nhiều 5 cánh trắng bạch tuyết, đủ các size cho các bác lựa chọn. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay cũng là một kỳ 5 cánh trắng bạch tuyết. Kỳ này rất là đẹp luôn các bác cô chú anh chị mình nhá. Cái kỳ này thì em mới xuống thôi. Cái đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 650.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và mấy ngày hôm nay thì giá lan thì nó so với mọi ngày là nó hơi cao. Nên là các bác xem thì các bác cũng thông cảm giúp em. Vì em mua cao rồi nên là giá nó chia sẻ tới tất cả các bác nó sẽ nhích hơn mọi ngày một chút. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay cũng là một kỳ 5 cánh trắng bạch tuyết. Cái đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 750.000 đồng. Cái kỳ này thì nó tầm 11-12 cm các bác nhá. Đấy, đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay cũng là một kỳ 5 cánh trắng bạch tuyết. Kỳ này ấm chậu rồi các bác nhá. Cái đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 650.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và các bác xem trên video nó chưa được sắc nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Cái này thì rễ cũ của nó thì hơi yếu nhưng mà đang ra rất là nhiều rễ mới rồi các bác nhé. Đây ạ. Và mắt gốc của nó thì siêu đẹp luôn, mắt gốc cực kỳ to đẹp. Cái đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Đấy, ấm chậu các bác nha, rất đẹp, cây rất là to mập luôn ạ. Đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000 đồng cho đơn hàng số 7. Đấy, kỳ bạch tuyết rất là mập đẹp luôn các bác nha. Quá là xinh luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay cũng là một kỳ 5 cánh trắng bạch tuyết ạ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá cô chú anh chị mình nhá. Kỳ này cắt khúc ấm chậu. Kỳ này nó có hai cái mắt gốc được các bác nhá. Một mắt bên này và một mắt ở cái vỏ bọc bên này này. Kỳ này rất là đẹp luôn. Cái đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và thời tiết hôm nay ở chỗ em thì nó đang mưa nên là nó hơi bị ổn. Các bác cố gắng là theo dõi giúp em. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Ấm chậu, rất là mập đẹp luôn các bác nhá. Nhìn kỳ rất là khỏe. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,2 triệu đồng cho đơn hàng số 9, 5 cánh trắng bạch tuyết. Đấy, mắt gốc của nó đây. Đấy, mắt gốc của nó đây các bác nhá. Đấy, mặt gốc rất là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Kỳ này cũng ấm chậu rồi ạ. Rất là mập đẹp.
Cái này về các bác làm mầm gốc luôn. Đơn số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,1 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Hết đơn số 10 này là hết 5 cánh trắng bạch tuyết. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là một kỳ hồng bồng lai. Đấy ạ, kỳ rất là đẹp luôn nha các bác nhá. Con đang đi ngọn. Đơn số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 950.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay cũng là một kỳ hồng bồng lai. Cắt khúc ươm kỳ. Đấy ạ, những cái kỳ nó rất là khỏe các bác nhá. Cái đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 950.000 đồng. Năm ngoái thì những cái kỳ bồng lai như thế này thì nó rất là nhiều tiền các bác nhé. Các bác cũng biết là năm ngoái nó rất là đắt. Năm nay thì giá nó rất là êm rồi. Và cái giống này thì gần như là có rất là nhiều bác là chưa có ạ. Nên là các bác nào chưa có thì các bác nhanh tay sưu tầm ạ. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông hồng bồng lai ạ. Một bông hồng cao cấp luôn, rất là đẹp luôn các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng bạch trà. Và đây cũng là phiên đầu tiên em chia sẻ 5 cánh trắng bạch trà các bác nhá. Đây ạ, cái này là mẹ của nó năm ngoái đây. Đây nó là hàng năm 2 rồi các bác nhá. Và kỳ này thì ngoài 40 sen rồi. Đây ạ, kỳ này ngoài 40 sen rất là khỏe đẹp luôn. Đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,2 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Kỳ bạch trà này rất là đẹp luôn, ngoài 40 sen các bác nhá. Em mời các bác ngắm khuôn bông của bông năm cánh trắng bạch trà. Bông bạch trà này phải nói là một vật bông quá là đẹp luôn các bác nhá. Và cái này số lượng nó cũng rất là ít thôi ạ, nó không có nhiều đâu các bác nhá. Năm cánh trắng bạch trà các bác nhá. Các bác sưu tầm bạch tuyết thì nó sẽ dễ hơn, số lượng nó nhiều hơn, bạch trà này thì nó ít hơn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng bạch trà. Này nó là hàng năm 2 các bác nhé. Kỳ này cũng thế, kỳ này cũng phải tầm 45 sen. Hai kỳ này nó bằng nhau. Đơn số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,2 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng vọng xưa. Phiên trước em có một kỳ lên thì rất là nhiều bác hỏi và ngày hôm qua em sưu tầm thêm được một cái kỳ này nữa. Đơn số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,1 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông năm cánh trắng vọng xưa. Rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn các bác nhá. Một mặt bông đẳng cấp luôn đấy ạ. Và cái dòng này thì rất là nhiều bác chưa có bởi vì năm ngoái là giá thành nó rất là cao ạ. Các bác cũng biết là như năm ngoái là những cái bông như là bạch trà rồi vọng xưa, bồng lai năm ngoái giá nó rất là cao. Các bác chơi thì sưu tầm thì thật sự ra là nó cũng rất là khó sưu tầm. Nhưng mà với thời điểm hiện tại bây giờ thì giá nó rất là hợp lý để các bác có thể sưu tầm làm giống. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay đó là một kỳ hồng á hậu ạ. Cắt khúc ươm kỳ ấm trọng, rất là mộc đẹp các bác nhé. Đơn số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay đó là một chậu hồng 27. Cắt khúc ươm kỳ ấm trọng. Đấy ạ, kỳ rất là mập đẹp, rất là khỏe các bác nhá. Đơn số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng. Và các bác có thể sưu tầm 2-3 kỳ để các bác ghép chung là một chậu chơi tác phẩm. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay cũng là một kỳ hồng 27. Cắt khúc ươm kỳ ấm trọng. Đang đi ngọn. Đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay đó là một chậu ám lá nhựa địch quả của Thanh Sơn Phú Thọ. Dòng ám này còn lá mít luôn các bác nhé. Dòng lá nhựa này, lá đối lá, xếp lá rất là đẹp luôn. Cái đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn số 19. Em chuyển qua đơn số 20. Đơn số 20 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này thì 5 mầm gốc. Đấy, chậu này 5 mầm gốc rất là to luôn các bác cô chú chị mình nhá. Và cái những cái mầm gốc này ạ, đây như cái mầm này thì khoảng tầm 50 sen rồi. Hai cái mầm này mỗi mầm 50 sen. Mầm này phải tầm 60 sen rồi. Em áng như vậy. Đấy, 60 sen. Đấy. Hai cái này nói chung là chậu này khoảng tầm 2 mét các bác nhá. Chậu này khoảng tầm 2 mét. Các bác sưu tầm về năm nay ngắm hoa. Đơn số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn số 20.
nằm cánh trắng Hado. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21 ngày hôm nay đó là em có một lô nằm cánh trắng Hado 15 chậu. 15 chậu thì có 20 đầu các bác nhá. 20 đầu, 15 chậu đấy rất là đẹp luôn. Cái này các bác sưu tầm là em sẽ nhấc ra về các bác trồng lại. Và cái lô này thì các bác có thể sưu tầm về ghép làm 2-3 chậu to, hoặc là các bác có những cái cây vú sữa hoặc cây nhãn to hoặc cây hồng xiêm thì các bác có thể về các bác ghép vào đấy để cho nó buông xuống, sau đó ra hoa này nó rũ xuống trông nó rất là đẹp, nó rất là bắt mắt luôn các bác nhé. Và 15 chậu HO 20 đầu này đấy, em chia sẻ cho các bác với giá là 900.000 đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Đấy, tính ra giá rất là rẻ các bác nhé. Tính ra những cái chậu 2 đầu này nó rơi vào 60.000 một chậu, và 2 đầu tính ra nó chỉ rơi vào 30.000 một đầu thôi ạ. Và đơn số 21 này cũng là đơn số cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888, hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.